Chương 281, hung thú sinh ra nguyên nhân. Thông vệ hết thảy. Hồn độn. Lúc này, toàn bộ cửu châu, vô số người nhìn đến kia phía trên trời cao thân ảnh, chỉ cảm thấy nội tâm một hồi vô pháp nói rõ sợ hãi. Con thú nhỏ này, cứ việc thoạt nhìn cực kỳ người vật vô hại, chính là kỳ thực tế lực phá hoại, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Đây là một cái chính thức quái vật. So sánh với, khi lúc trước xuất hiện ở thiên đạo kim bản bên trên hung thú, liền giống như sủng vật hoàn toàn giống nhau hại. Bất quá, làm mọi người trong lòng chần chờ còn chưa rơi xuống, kia phía trên trời cao, lại một lần có hình ảnh thoáng qua. Đó là, Thượng Cổ Cửu Châu Địa Mạo. Có thể gặp được, tại Thượng Cổ Chi Lúc, Cửu Châu Đại Địa cùng hiện tại so sánh, mặc dù không thể nói hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng khó mà phân biệt phương vị cụ thể. Cùng này cùng lúc, Cửu Châu mọi người còn nhìn thấy một ít hôm nay Cửu Châu cũng không tồn tại cổ thú, nó phân bố với kia Thượng Cổ Thời Đại, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng lại có thể chính thức nhìn thấy một ít. Có một chút cổ thú, cùng lúc trước mọi người ở đó lẫm đông nơi nhìn thấy hung thú giống nhau đến mấy phần chỉ có điều tự thân cũng không có kia một dạng hung lệ ngược lại ngược lại có chút yên tĩnh an lành khó nói đây mới là những thú dữ kia chính thức tư thái thấy một màn này cửu châu mọi người trong lòng hơi kinh hãi trong đầu không nhịn được vang vọng lên một ý nghĩ như vậy phải biết từ một ít sách cổ bản thiếu ghi chép bên trong những cái kia cổ thú đa số có cực cao trí tuệ hơn nữa nói như vậy sẽ không tàn nhẫn thích giết chóc cùng lúc trước mọi người tại lẫm đông nơi nhìn thấy những thú dữ kia tuyệt nhiên ngược lại. Bất quá, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua kia cổ thư bên trên ghi chép chính thức hung thú. Cho nên, xứng đáng trước hung thú kia xuất hiện, mọi người vô ý thức đã cảm thấy, kia sơn hải kinh bên trong ghi chép hung thú, đều có kinh khủng như vậy lệ khí. Nhưng lúc này, thiên đạo kim bản hình ảnh chảy xuống, hiện ra lúc trước một ít cảnh tượng, đây mới là cửu châu mọi người giật mình, nguyên lai mình tại bất tri bất giác, rốt cuộc lọc vào một loại lỗi lầm. Hung thú kia, kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm cũng không phải bộ dáng như vậy mà là sau đó trải qua một ít biến cố mới thoái hóa đến trình độ như vậy chính là đến tột cùng trải qua biến cố gì đâu giữa lúc cửu châu mọi người suy tư trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ thời điểm kia phía trên trời cao hình ảnh lần nữa thoáng qua tiếp theo một cái kia được gọi là hồn động tiểu thú đột nhiên xuất hiện ở trong hình mà tại cửu châu mọi người thậm chí còn toàn bộ trong hình những cái kia cổ thú không có phản ứng qua đây lúc trước cái này hỗn độn tiểu thú lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía phía trên trời cao cực tốc lao đi. Kết. Cơ hồ ở một cái trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở những cái kia cổ lão sinh linh trước mặt. Tiếp theo, chính là thôn vệ. Chỉ thấy, ngắn ngủi trong thời gian ngắn, liền có thành phiến cổ thú bị kia hỗn độn thôn phệ hắn thể nội phản phất tự xưng một cái không gian một dạng, mang theo trật tự cùng hỗn loạn, hấp thu xung quanh hết thảy có thể thấy tồn tại. Mà hướng theo nó từng bước thôn vệ, thân hình cũng tại từng bước lan ra. Cuối cùng, khi trưởng thành tới lúc trước mọi người ở đó lẫm đông nơi sâu bên trong nhìn thấy bộ dáng không xê xích bao nhiêu thời điểm, phản phất thôn vệ rốt cuộc đến cực hạn, khi hỗn độn tiểu thú dừng lại động tác. Kết thúc. Nhìn đến một màn này, mọi người trong đầu, không khỏi thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Phải biết, từ mới vừa đến hiện tại, cái này hỗn độn tiểu thú đã thôn vệ vượt qua thân thể của hắn mấy chục vạn lần đồ vật. Bất luận nhân vật nào, tại trong miệng nó đều là thức ăn ngon, căn bản là không có cách né tránh. Mà bây giờ, nó rốt cuộc dừng động tác lại hô giữa lúc cửu châu mọi người trong lòng lặng lẽ thở vào một cái thời điểm bỗng nhiên chú ý tới kia hồn độn lại một lần động. cái này một lần vẫn là thông vệ chỉ có điều nó thân thể không còn như bình thường một dạng biến lớn mà là tại từng bước bành trướng trên thân lông tóc cũng sẽ không óng ánh trong suốt ngược lại thì hiện ra một loại huyết sắc ô trọc hơn nữa hướng theo thời gian trôi qua kia vết máu từng bước trở nên sền sệt lên liền loại này dính vào kia hồn độn trên thân cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đại Hán. Vị ương cung. Cái này chẳng lẽ. Nhìn đến kia trên thân hình dính đầy vết máu, hơn nữa từng bước bành trướng hồn độn, lưu bang trong mắt lóe lên một tia thoáng qua vẻ ngưng trọng, chậm rãi lẩm bẩm nói. Thật là cái kia cổ thú. Lúc trước, cửu châu bên trên cũng không thiếu người suy đoán, cái này vì là hồn độn tiểu thú cùng một con kia hình thể to lớn cổ thú chính là một cái tồn tại. Chỉ có điều, bởi vì hai người trên lệch thật sự là quá lớn. Thế cho nên, mọi người đều xuống ý thức tránh cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy con thú nhỏ kia trên thân sền sệt vết máu về sau, cái ý nghĩ này lại một lần bắt đầu ở cửu châu bên trong vang vọng. Hẳn đúng là. Nghe vậy, Trương Lương thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là thần thật không ngờ, cái này cửu châu bên trên, còn có đẳng cấp tồn tại này. Lúc trước, kia tuyệt thế bản xếp hàng bên trong, từng xuất hiện chân long, chân hoàng thân ảnh. Chỉ có điều, cấp độ kia tồn tại, một mực bị cửu châu mọi người trở thành điềm lành biểu tượng, lại thêm vô luận là chân long hay là thật hoàng, đều không có đối với cửu châu tạo thành bao lớn tổn thương. Thậm chí, bởi vì một số người tham lam, cái này chân long, chân hoàng cuối cùng đều chết tại mỗi người sống ở nơi. Loại này thần thú, đương nhiên sẽ không dẫn tới cửu châu mọi người khủng hoảng. Nhưng này tên là hồn độn cổ thú không giống nhau, nó lực phá hoại thật sự là quá lớn. Hơn nữa, cái này hồn độn tuy nói có trí không nhất định, nhưng lại không nhiều, cơ hồ hết thảy đều là bằng vào bản năng hành sự. Hỗn loạn cùng vô tự cái này có thể nói là nó lớn nhất biểu hiện mà hướng theo thời gian trôi qua hắn thôn vệ sinh linh càng ngày càng nhiều toàn bộ thân hình cũng thay đổi được càng ngày càng to lớn cuối cùng cơ hồ đỉnh thiên lập địa tự hồ liền thiên đạo kim bản hình ảnh đều vô pháp đem có xuống mà một ngày này cái này hồn động đi khắp cửu châu đi tới lẫm đông nơi lúc này nó toàn thân thịt vụn rơi đầy đất loạn choạng, cho người một loại tùy thời đều có thể sụp đổ cảm giác mà hướng theo kia thịt vụn rơi xuống đất giống như là có sinh mạng một dạng từng bước nhúc nhích, cuối cùng hóa thành từng cái hung thú, xuất hiện ở cửu châu trước mắt mọi người. Là chúng nó. Nhìn thấy những thú dữ này trong nháy mắt, cửu châu bên trên nhất thời truyền đến một hồi tiếng xôn xao, vô số người triệt để nhìn ngây ngô. Vốn là, tại mọi người nhìn lại, khi lẫm đông nơi hung thú, có thể là kia nguyên bản tồn tại tại cửu châu thượng cổ thú, trải qua một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, biến dị thành cái kia bộ dáng. Hơn nữa, đại đa số người đều suy đoán, cái này cùng một con kia tên là hồn độn cổ thú có liên quan có thể trên thực tế, mọi người chỉ đoán bên trong điểm thứ hai. Hung thú kia xuất hiện, xác thực cùng kia hồn độn có liên quan. Chỉ có điều, cũng không phải là những cái kia cổ thú bởi vì cái này hồn độn ảnh hưởng mà biến thành hung thú. Mà là, kia hồn độn trên thân hình thất lạc một ít thịt vụn, rơi xuống đất, không ngừng nhúc nhích, thành cái này hung thú bộ dáng. Cái này làm sao không để cho người trợn mắt hốc mồm. Chân tướng, dĩ nhiên là loại này. Chương 282, tuyệt đối ác. Vô tự cùng hỗn loạn tập hợp chỉ thấy, trên bầu trời kia, hướng theo kia hồn độn cổ thú tiến lên, rơi xuống không biết bao nhiêu thịt vụn. Mà những cái kia thịt vụn nhúc nhích, tính bằng đơn vị hàng nghìn hung thú, xuất hiện ở trong hình. Bất quá, tự hồ là bởi vì vừa mới xuất sinh, những thú dữ này rõ ràng có chút không có thói quen, thân hình lão đảo lắc lư, hoặc nhìn có chút bất ổn. Bất quá, hướng theo thời gian trôi qua, loại này thân hình bất ổn trạng thái, rất nhanh sẽ khôi phục. Thậm chí, một ít hung thú còn dài hơn ra móng vuốt. Hoặc nhìn, cơ hồ cùng lúc trước mọi người ở đó thiên đạo kim bản trong hình nhìn thấy hung thú rất giống nhau. Cùng này cùng lúc, toàn bộ cửu châu, đều lọc vào không nói gì trong yên tĩnh. Hung thú sinh ra. Đã từng cửu châu, suy nghĩ qua vô số loại, những thú dữ kia sinh ra khả năng. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, chân tướng hẳn là như thế. Trách không được, một cái kia cổ thú, chính là hung thú bên trong vương. Trách không được, làm kia cổ thú phát ra phẫn nộ gầm nhẹ về sau, cái này đếm bằng ức hung thú sẽ không để ý hết thảy chạy tới lẫm đông nơi nguyên lai like, kia cổ thú cũng không chỉ là những kia hung thú vương mà là chúng nó sinh ra ngọn nguồn một màn này quả thực để cho cửu châu mọi người khiếp sợ đại tần đại hán đại đường đại minh đại tống thậm chí còn tất cả to to nhỏ nhỏ vương triều đều như vậy sững sờ nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh biến hóa chỉ cảm thấy trong tâm nhất lên sóng to gió lớn nguyên lai like, đây chính là hết thảy chân tướng nhìn đến kia cổ thú từ từ đi xa bóng lưng tất cả mọi người vẫn cảm giác được đầu não một hồi mê muội cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận. Mà cũng là thông qua những thú dữ kia xuất hiện, mọi người mơ hồ đoán được, cái này hồn động lúc trước thôn vệ nhiều như vậy tồn tại, tự hồ. Cũng không có đem bọn họ tiêu hóa, mà là lấy một loại hình thức khác sống còn xuống. Ví dụ như, hắn thôn vệ sinh linh, hóa thành lớn nhỏ không đều hung thú. Về phần bùn đất, cây cỏ, chính là hòa lẫn bùn máu, bị dung hợp tại nó trên thân hình. Thế cho nên, để nó chính mình thân hình, hoặc nhìn kia một dạng cao to. Đã như vậy, cái này hồn độn, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Đại đường. Hỗn độn, vô tự, hỗn loạn. Nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh, viên thiên cương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lẩm bẩm đến. Có lẽ, cái này hỗn độn liền đại biểu tuyệt đối ác. Từ vừa mới bắt đầu, cửu châu mọi người liền không biết cái này hỗn độn thôn vệ vạn vật, sau đó hóa ra hung thú đến tột cùng vì sao? Tự hồ, chỉ cần là ngăn ở trước mặt nó đồ vật, vô luận là cái gì tồn tại, chỉ cần nhiễm phải một tia sinh mệnh khí tức, đều sẽ bị hắn không chút lưu tình thôn vệ, mà từ ban nãy, nó tùy ý những cái kia thịt vụn rơi xuống, hóa thành hung thú đến xem, cái này hồn độn rất rõ ràng không cần thiết những sinh linh kia tinh khí xem như chính mình dựa vào sinh tồn năng lượng. Nói cách khác, nó sở dĩ cái này một dạng thông vệ hết thảy, chỉ là theo bản năng một loại ác a. À. Hỗn loạn, vô tự ác. Hỗn độn, hỗn loạn. Mà nghe thấy viên thiên cương mà nói, toàn bộ đại đường trên triều đình xuống, đều lọc vào trong trầm mặt. Xác thực. Từ những cái kia thịt vụn rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn ra một ít lúc trước những cái kia xuất hiện ở cửu châu trước mắt mọi người cổ thú bộ dáng. Cái này đã nói, một cái kia tên là hồn động cổ thú, cũng không phải phải ra với sinh tồn bản năng, mới đưa chúng nó thôn vệ. Như thế, chỉ có thể lấy. Tuyệt đối ác lai like hình dung. Cái này hỗn độn, chính là đại biểu phá hư tồn tại. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nó sinh linh, đều sẽ không còn tồn tại. Mà tại thôn vệ đến mức nhất định về sau, nó mới có thể lựa chọn rời khỏi, đi tới cái này lẫm đông nơi chờ chút. Nếu bây giờ tỉnh lại, lại trên thân những cái kia bùng máu đều đã rơi xuống, vậy nó sẽ còn hay không tiếp tục thôn vệ. Bỗng nhiên, một cái khủng bố suy nghĩ, từ trong đầu của bọn họ vang vọng. Nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hồn động cường đại, cửu châu mọi người bao nhiêu có một chút giải, đó là cơ hồ khiến người tuyệt vọng khủng bố. So sánh với, những cái kia đếm bằng ức hung thú, ngược lại cũng có vẻ cực kỳ đáng yêu. Dù sao, tất cả vương triều, thật không có có bao nhiêu phấn khích, Cảm giác mình có thể đơn độc đối phó loại này một con quái vật. Có lẽ, mấy đại vô thượng vương triều liên hợp, có như vậy một đường sinh cơ. Bất quá, cho dù cuối cùng vượt qua cái này hồn động cổ thú, các đại vương triều ở giữa, cũng là tổn thất nặng nề. Mà cái này tổn thất, rất rõ ràng là các đại vương triều cũng không muốn tiếp nhận. Lúc này, trong hình. kia hồn động cổ thú, chập phục. Tự hồ là thông vệ đủ nhiều sinh mệnh, cũng giống là cái này lẫm đông nơi, lại cũng không có sinh linh có thể cho nó thông vệ nó liền cái này một dạng, co rút ở lẫm đông nơi, kia trên thân thịt vụn vẫn còn ở rơi xuống, từng bước hóa thành hung thú. Bất quá, bởi vì cái này lẫm đông sâu bên trong, chính là cực hàng chi địa. Những thú dữ kia, phần lớn chỉ là tại ngắn mũi hoạt động về sau, liền bị băng phong ở đó sông băng bên trong. Liền loại này, nguyên bản thuộc về đi qua hình ảnh, vốn là với trên hư không cố định hình ảnh, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, kia trên hư không, lại một lần xuất hiện kia hỗn độn tiểu thú bộ dáng. Chỉ có điều cái này một lần, không có ai lại đem nó xem như người vật vô hại tồn tại, bọn họ nhìn đến cái này nhìn như không có uy hiếp gương mặt, chỉ cảm thấy trong tâm một hồi sợ hãi. Liền loại này một cái thân thể nho nhỏ bên trong, có lẽ cất giấu tiêu diệt toàn bộ cửu châu lực lượng. Cái này làm sao không để cho người sợ hãi? Đại tuyết long kỵ, vậy mà cùng loại tồn tại này chinh chiến. Đi qua ngắn ngủi sợ hãi về sau, mọi người lúc này mới hậu tri hậu giác, nhìn về phía kia một chi đại tuyết long kỵ trong ánh mắt, cũng tràn đầy chấn động. Những thứ không nói, nhưng là từ ban nãy thiên đạo kim bản trong hình mọi người liền có thể hiểu rõ trước mắt cái này cổ thú tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nghìn lần vạn lần tồn tại phải biết lúc trước thiên đạo kim bản trong hình cũng không không có sinh linh phản kháng cái này hỗn độn cổ thú nhưng cuối cùng vẫn là tất cả đều chết tại kia hỗn độn cổ thú trong tay có một chút vô luận tại hình thể hay là tốc độ bên trên đều muốn vượt qua kia hồn độn cổ thú đều không thể may mắn miễn cho khó đại hán vị ương cung loại tồn tại này, thật khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh, Lưu Bang trong mắt tràn đầy cảm khái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Chính là không biết, đối mặt loại này hỗn độn, Đại Tuyết Long Kỵ phải làm thế nào ứng đối. Tuy nói, không biết thiên đạo kim bản vì sao đem một cái này tên là hồn độn cổ thú đi qua hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là dựa theo cái này hồn độn cổ thú cường đại, sợ rằng ngay cả Đại Tuyết Long Kỵ đều không phải đối thủ nó đi. Có lẽ, tụ hợp toàn bộ cửu châu chiến lực, có thể cùng cái này hỗn độn cổ thú phân cao thấp bệ hạ, người xem kia hồn độn cổ thú bụng. Liền làm Lưu Bang trong tâm âm thầm cảm khái thời điểm, Trương Lương ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, chỉ hướng hình ảnh kia một góc, không nhịn được khẽ hô nói. Hử? Mà hướng theo Trương Lương thanh âm rơi xuống, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều xuống ý thức chuyển hướng trên bầu trời, trên mặt đồng thời toát ra vẻ khiếp sợ. Đó là Chương 283, danh vân, hệ thống có tính hay không một đợt cơ duyên. Đó là cái gì? Nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh, tất cả mọi người trong đầu đều không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. Chỉ thấy, trong hình, một cái kia tên là hồn độn tiểu thú, chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân nhung mau trắng bệt, chỉ là nhìn bề ngoài mà nói, mười phần đáng yêu. Đương nhiên, tại trải qua lúc trước thiên đạo kim bản hình ảnh về sau, không có ai sẽ cảm thấy con thú nhỏ này. Đáng yêu. Bất quá, để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tên kia vì là hồn độn tiểu thú bụng, có một cái to lớn vết thương, cơ hồ từ cái cổ bắt đầu một mực đi xuống kéo dài, nơi đi qua tự hồ còn dính dụng một ít đặc thù năng lực ba động. Thế cho nên, vết thương kia cho dù bây giờ nhìn lại, mười phần đáng sợ, để cho người xem một chút liền không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Ai đánh tổn thương nó? Mà đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người trong đầu, không khỏi thoáng qua loại này một cái nghi hoặc. Cái này hồn động cường đại, bọn họ tại lúc trước thiên đạo kim bản trong hình, đã từng thấy tận mắt. Đó là gần như nhân vật vô địch. Hơn nữa, liền vào lúc đó, cái này hồn độn trên thân, chính là một chút mà vết thương đều không có. Như vậy, chính là tại cái này hồn độn ngủ say trong những năm này, có cái gì tồn tại xuất hiện, đã thương cái này hồn độn. Khí. Nghĩ tới đây, mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy có thể là cái gì tồn tại, thậm chí ngay cả cái này hồn độn đều có thể chiến thắng. Đại Minh. Tử Cấm Thành. Vậy một đạo miệng, tự hồ là lấy vũ khí sắc bén gì phá vỡ, là kia một nhánh quân đội, hoặc có lẽ là... Người nào? thế nhưng, sẽ là ai chứ? Lúc trước, thiên đạo kim bản hiển hóa ra hình ảnh, một mực hết hạn đến kia hỗn độn cổ thú tại lẫm đông sâu bên trong ngủ say. Cái này khiến mọi người bản năng cho rằng, kia hồn độn cổ thú, một mực từ một cái kia không biết niên đại năm tháng, ngủ say đến bị đại tuyết long kỵ thức tỉnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể trên thực tế, cái ý nghĩ này tự hồ hoàn toàn bị lỗi. Trong khoảng thời gian này, kia hỗn độn cổ thú từng cùng một cái không biết tồn tại tranh đấu, hơn nữa. Còn bị thương nặng hiện nay, cùng hắn nói là đang ngủ say, không bằng nói là tại dưỡng thương. Chính là, tại nhìn thấy cái này hồn độn cổ thú cường đại về sau, mọi người cảm thấy, một bàn tồn tại căn bản là không có cách đối với cái này hồn độn cổ thú tạo thành ảnh hưởng chút nào. Có thể thắng được nó, tuyệt đối là cửu châu tiến tâm lừng lẫy tồn tại. Chỉ là, sẽ là ai chứ? Đại tần. Nhìn đến kia phía trên trời cao, kia hồn độn cổ thú bụng vết thương, toàn triều văn võ đi qua ngắn mũi xôn sao về sau, không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào cung điện kia góc danh vân trên thân nếu là có cửu châu bên trên quân đội đi tới kia lẫm đông nơi thân là xa nhất ở phương bắc đại tần không thể nào không có chút nào phát hiện cho nên nếu như nói kia cổ thú là gần vài chục năm bị thương tổn đến như vậy liền không có khả năng là mỗi một cái vương triều quân đội đột tập lẫm đông nơi huống chi tại ngày này đạo kim bản hình ảnh xuất hiện lúc trước cửu châu tuyệt đại đa số vương triều căn bản cũng không biết lẫm đông nơi tất dấu kinh khủng như vậy tồn tại mà nếu không phải đại quân đi đến Đi tới kia lẫm đông sâu bên trong, như vậy thì chỉ có một người. Tự hồ, nếu như nói cửu châu mạnh nhất một người, tự hồ chính là cửu hoàng tử. Cho nên, đi qua ngắn mũi trầm ngâm về sau, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào doanh vân trên thân. Lúc này, trên mặt bọn họ, phần lớn đều mang chút hoài nghi và ngưng trọng. Phải biết, nhìn hồn động cổ thú vết thương, lại thêm kia nguyên bản bao phủ tại trên người nó bùng máu ngưng kết trình độ, nó thụ thương thời gian, ít nhất cũng phải là 4-5 năm lúc trước thậm chí là còn xa xưa hơn thời gian. Mà tại 4, 5 năm trước, Cửu hoàng tử đang làm gì? Không tên, mọi người trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy, liền tại nghiêm túc tự hỏi. Tự hồ, lúc đó Cửu hoàng tử còn chưa có rời khỏi đại tần, đi tới Cửu Châu du lịch đi. Suy nghĩ hồi lâu, Cửu Châu mọi người sắc mặt hơi có chút cổ quái. Bởi vì, lúc đó Cửu hoàng tử tại toàn bộ đại tần Hàm Dương đến nói, đều là nổi danh lười biếng. Mỗi ngày cũng biết du sơn ngoạn thủy, tuy không có làm gì sao trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, nhưng cùng bình thường công tử bột cũng không cái gì khác nhau. Thế cho nên, đương thời trăm quan dùng dập vạch tội cửu hoàng tử, nhưng mà doanh vân lại vẫn như cũ là làm theo ý mình, quả thực gây ra không ít biến động. Mà tại hôm nay đại tần triều đình bên trên, đối với cửu hoàng tử lục địa thần tiên cảnh giới lúc nào tu luyện, cũng nhiều hiếm thấy một ít chính mình phỏng đoán. Bọn họ đều cảm thấy, cửu hoàng tử thực lực, hẳn đúng là tại du lịch cửu châu thời điểm, đụng phải cái gì vô pháp nói rõ cơ duyên, đạt được chỗ tốt to lớn sau đó, lại trải qua những năm ki gian khổ leo lên, lúc này mới trưởng thành đến lục địa thần tiên cảnh giới. Suy đoán như vậy, cực kỳ hợp lý. Dù sao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, danh vân chính là tại bọn họ tất cả ngự sử, ngôn quan vạch tội phía dưới, từng bước một trưởng thành. Nếu nói là ai đối cử hoàng tử hiểu nhất, sợ là trừ danh vân chính mình, cũng chính là những này ngự sử đi. Thậm chí, một ít liền danh vân mình cũng không biết chuyện, những này ngự sử cũng điều tra rõ ràng. Như vậy, mọi người cảm thấy, tại loại này nghiêm ngặt vạch tội phía dưới, cửu hoàng tử đều không có lộ ra cái gì thần dị địa phương, tự hồ cũng chỉ có thể lấy du lịch cửu châu chi lúc thu được cơ duyên để giải thích hắn cảnh giới hiện tại. Mà tại 4, 5 năm trước, cửu hoàng tử tự hồ vừa rời khỏi đại tầng, thậm chí khả năng còn chưa rời khỏi. Tại dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao sẽ đi tới kia lẫm đông nơi, cùng kia hồn động nhất chiến đâu. Khó nói, là độc cô cầu bại. Tại loại bỏ danh vân về sau, mọi người trong đầu, không khỏi lại hiện ra một thân ảnh. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Phải biết, đây cũng là một cái nghịch thiên tồn tại. Tuy nói, mọi người cũng không quá cho rằng, bằng vào độc cô cầu bại ban đầu chiến lực, có thể hay không có thể vượt qua kia hồn độn. Nhưng tự hồ, cũng chỉ có khả năng này đi. Huống chi, kia hồn độn cổ thú bụng vết thương, cũng rất giống là kiếm ngân. Có lẽ, tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, cái này độc cô cầu bại gặp phải kia hồn độn, sau đó cùng đánh một trận. Cái này tự hồ, cũng thật phù hợp lẽ thường. Cái này một dạng suy nghĩ một chút, mọi người dùng dập rút lui mở tầm mắt, không tiếp tục nhìn về phía doanh vân. Như thế để cho nghĩ nói gì doanh vân, khóe miệng có chút co lại, cuối cùng dứt khoát lắc đầu một cái, không còn quan tâm phía trên tòa đại điện này biến hóa. Đám người này, cứ như vậy không tin mình. Lúc trước, chính mình tuy nói không có đột phá lục địa thần tiên, nhưng thực lực từ lâu đạt đến đến đại tông sư chi đỉnh. Ở dưới loại tình huống này, những này chỉ là người bình thường ngự sử, ngôn quan, lại làm sao nhìn thấu chính mình cố ý nhúng nhường. Hiện tại, ngược lại làm cho tự mình nghĩ thành du lịch cửu châu, thu được cơ duyên mới đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, thật sự là thật đáng giận. Ân. Chờ chút. Dường như, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hệ thống thật là một đợt cơ duyên. Chương 284, chiến đấu quyết liệt. Lại một lần trọng thương hồn độn. A. À. Nghĩ chốc lát, danh vân quả quyết vứt bỏ tại cái ý nghĩ này bên trên xoắn suýt. Liền tính cơ duyên đi. Các ngươi vui vẻ là được rồi nhìn đến cái này một đám người, lẫn nhau xì xào bàn tán, đem mục tiêu hoài nghi chuyển tới độc cô cầu bại, tiêu giao tử trên thân những người này, càng kỳ quái hơn còn có người hoài nghi kia từ phúc đế thích thiên. Cái này khiến doanh vân trong tâm một hồi bất đắc dĩ. Tuy nói, ban đầu bản thân cũng là lấy đại tông sư chi cảnh, ứng đối kia hỗn độn. Chính là, chính mình chính là đại tông sư đỉnh phong, hơn nửa nội tình, thủ đoạn cân nhắc không cân nhắc thắng, ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Ở dưới loại tình huống này, chính mình vẫn không có thể cầm xuống kia hồn độn cái này muốn là độc cô cầu bại, tiêu giao tử loại này miễn cưỡng đạp vào nửa bước lục địa thần tiên còn tốt, cho dù là không đánh lại, chạy trốn hẳn đúng là không có vấn đề. Nhưng muốn là kia đế thích thiên, sợ là thật muốn thảm. Hoàng hồn chi tượng. Được xưng có thể vô hạn hồi huyết. Hảo gia hỏa. Hồn động trị chính là loại này có thể trở về huyết, đây quả thực là cho nó đưa bổ dược. Có thể đoán trước, làm cái này đế thích thiên thật tại hồn động trước mặt sử dụng kia phượng huyết lực lượng, như vậy ác sẽ bị trí tuệ không nhiều hồn động trực tiếp nhốt lại, không có việc gì liền hút vào hai cái đây đối với đế thích thiên đến nói tuyệt đối là một kiện không muốn nếm thử sự tình bất quá đang nhìn đến cái này một đám quần thần khí thế ngất trời thảo luận về sau doanh vân cũng không có ý định đã kích bọn họ tích cực tính tính toán cứ như vậy đi vốn là tại thực lực của chính mình bại lộ về sau doanh vân cũng không ngại nhiều bại lộ một ít nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không có cần thiết này đương nhiên cùng đại tần triều đường một dạng khi cửu châu các nơi cũng không thiếu tiếng thảo luận liên tục truyền đến chỉ là đến cuối cùng ai cũng không thể thuyết phục người nào dù sao cái này hỗn độn cổ thú cường đại ai cũng không liệu sẽ nhận có thể để cho loại này cổ thú thụ thương cũng tuyệt nhiên không phải hời hợt hạng người mà đang ở toàn bộ cửu châu đều tại vì là kia đến tục cùng là cái gì tồn tại thương tổn đến kia hỗn độn cổ thú thời điểm cái này hỗn độn cùng đại tuyết long kỵ chiến tranh cũng chính thức mở màn chỉ thấy phía trên trời cao vô số đạo gầm lên thanh âm truyền đến phải biết khi hồn động tuy nói không còn giống như sơn mạch một dạng cao vút trong mây nhưng mà bản thể vô luận tại lực lượng hay là nhanh nhẹn độ bên trên đều muốn vượt qua lúc trước những cái kia bùng máu cùng hắn nói là tại bảo hộ nó không bằng nói là một loại giới hạn mà hôm nay những cái kia giới hạn tất cả đều bị giải trừ khi hồn động thực lực quả thực hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi cường đại cũng chính là ở dưới loại tình huống này kia đại tuyết long kỵ cũng tại toàn lực ứng đối ầm uhm. chỉ thấy Lúc này kia mấy chục vạn đại tuyết long kỵ, phản phất triệt để trở thành một chỉnh thể, cùng kia hồn động cổ thú chém giết. Gào. Mà tại một phen gầm nhẹ về sau, kia hồn động cổ thú bỗng nhiên phát ra một đạo chấn thiên gầm nhẹ. Tiếp theo, kia nguyên bản hướng phía cái này rừng động sâu bên trong chạy tới hung thú, bất thình lình tăng thêm tốc độ. Thậm chí, có một chút ngã xuống khỏi sông băng, khắp toàn thân vết máu loang lổ, vẫn là tiếp tục dãy dụa đến bò dậy, hướng phía kia lẫm đông sâu bên trong mà đi. Mà hướng theo hình ảnh trôi qua, khi xa xôi đường chân trời bên trên, từng bước có hung thú bóng dáng từng bước hiển hóa. Mới đầu, vẫn chỉ là lẻ tẻ mấy con. Chính là, hướng theo thời gian trôi qua, hung thú kia số lượng cũng tại không ngừng chồng, cuối cùng càng là thành phiến thành phiến xuất hiện. Để cho người xem một chút, liền có một loại nhìn mà sợ cảm giác. Hung thú triều, đến. Thấy một màn này, tất cả mọi người đã sớm suy đoán, cái này hung thú triều sớm muộn sẽ đến, có thể vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá nhiều. Chẳng chịt cơ hồ muốn chiếm cứ toàn bộ thiên đạo kim bản hình ảnh. Hơn nữa, muốn là nói ở đó hồn độn chiến bại về sau, cái này hung thú triều đã tới, đối với đại tuyết long kỵ đến nói, còn là một chuyện tốt. Loại này, cho dù dùng sức không đúng chỗ, cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ, kia hồn độn tiểu thú, tuy nói có chút thở hồng hộc, nhưng mà trừ kia bụng một đạo sâu không thấy đáy vết thương bên ngoài, cũng không tồn tại mọi khác vết thương. Nói cách khác, cái này hồn độn vẫn còn cùng cái này đại tuyết long kỵ chiến đấu lúc trước trạng thái toàn thịnh. Tại dưới tình huống như vậy, cái này đại tuyết long kỵ thật là hai mặt thụ địch, tình huống cực kỳ không lạc quan. Ầm. Um. Chỉ thấy, hướng theo hung thú triều đã tới, kia hồn độn cũng là bắt đầu chính mình thế công. Tốc độ nó quá nhanh. Lại thêm, kia cơ hồ có thể thôn vệ hết thảy đặc thù lực lượng, nơi đi qua, ngay cả mặt đất tự hồ cũng muốn bị nó hút vào trong miệng. Mà đối mặt loại này tiền hậu giáp kích, đại tuyết long kỵ bên trong, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện thương vong. Chỉ thấy, cả người mặt trọng giáp tướng sĩ, chính lấy trường mâu đối phó trước mắt hung thú triều chỉ một mình hắn liền ngăn trở mấy trăm hung thú trường mâu kia vung lên giữa lại có thể mang đi thành phiến hung thú chính là ở tại giếp địch thời điểm kia hỗn độn không biết lúc nào xuất hiện chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên tử vong ngay tại trong tích tắc một cái kia tướng sĩ cơ hồ không có một chút dừng lại trong phút chốc đầu một nơi thân một nẻo chảy máu một chỗ rất nhanh sẽ bị chạy tới hung thú nuốt chửng cái này hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa Đợi Cửu Châu mọi người kịp phản ứng thời điểm, kia không có giới hạn hung thú đã như nước thủy triều một dạng chạy tới, đem cái kia tướng sĩ tồn tại hết thảy vết tích đều lau rơi. Đại Minh, Tử Tấm Thành. Cuối cùng, chỉ là người bình thường a. À. Cái này Đại Tuyết Long kỵ lúc trước biểu hiện, cơ hồ bị Cửu Châu không ít người trở thành bất tử chi thân. Dù sao, bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Giỏi mắt hôm nay Cửu Châu, ai dám nói đang đối mặt kia mấy chục vạn, thậm chí còn mấy trăm vạn, ngàn vạn hung thú trước mặt, có thể toàn thân trở ra thậm chí có thể mang chúng nó triệt để phai mờ mà chính mình không bị thương chút nào huống chi là đối mặt kia hồn động cổ thú và kia toàn bộ lẫm đông nơi gần như sở hữu hung thú thương vong đúng là chỗ khó miễn chỉ thấy lúc này kia phía trên trời cao trong hình hướng theo cái thứ nhất tướng sĩ tử vong lại có một ít đại tuyết long kỵ bị kia hồn động cổ thú đánh lén trong nháy mắt toi mạng bất quá chỉ là một hai người tổn thất về sau toàn bộ đại tuyết long kỵ liền nhanh chóng điều chỉnh chiến lược rốt cuộc tại bỏ ra hơn 10 người tử vong đại giới dưới tình huống, rốt cuộc trọng thương kia hỗn độn cổ thú. Đó là một cái trường mâu, bên trên mơ hồ tản mát ra chút lực lượng ba động, trực tiếp đóng chặt ở đó hỗn độn cổ thú bụng. Nhất thời, vốn là thụ thương bụng trong nháy mắt nổ bể ra đến, có một loại trắng bệch dịch thể chảy xuống, hoặc nhìn nhìn thấy giật mình. Đây là, thụ thương. Thấy một màn này, cửu châu mọi người tinh thần lại là chấn động. Rốt cuộc, lại một lần trọng thương kia cổ thú sao? Tuy nói, là đánh vào lúc trước trên vết thương nhưng cuối cùng, cũng là trọng thương kia hồn độn. Chương 285, Khiếp sợ Một đạo ánh kiếm Kinh hải cửu châu Hồn độn thụ thương, toàn bộ cửu châu, nhất thời xôn xao một phiến. Dù sao, cái này hỗn độn cường đại, lúc trước cửu châu mọi người chính là tận mắt nhìn thấy. Khi một đạo vết thương, đã có chút phá vỡ mọi người nhận thức. Bất quá, bởi vì tổn thương nó tồn tại cũng không xuất hiện, chỉ dựa vào suy đoán, cửu châu mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà bây giờ, kia đại tuyết long kỵ nhưng khi tất cả mọi người mặc đem cái này hồn độn đã thương một màn này có thể nói cho cửu châu mọi người một cái to lớn chấn động nguyên lai cái này hỗn độn cổ thú cũng không phải chân chính vô địch nó cũng sẽ thụ tổn thương hơn nữa còn là bị nhân loại gây thương tích gào mà đang ở cửu châu mọi người trong lòng lọc vào không tên phấn chấn thời điểm kia hồn độn cổ thú thật là vô cùng phẫn nộ chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng liền thương không đều tại phát trung mà những thú dữ kia nghe được cái này gầm lên giận dữ về sau càng là điên cuồng ít ỏi chết người một dạng hướng phía kia đại tuyết long kỵ liều chết xung phong mà đi trong phút chốc toàn bộ thương khung trên tấm hình đều tràn đầy huyết tinh chi khí tự nhiên những thú dữ này bởi vì đều là kia hồn độn chia ra đến cho nên thực lực đều không phải không có quá mạnh mẽ chính là bọn họ số lượng thật sự là rất nhiều chẳng chịt cơ hồ che giấu hết thảy tuy nói mọi người đều thừa nhận cái này đại tuyết long kỵ thực lực cường hãn nhưng mà loại cục diện này phía dưới, vẫn là không nhịn được làm cho này đại tuyết long kỵ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đại hán, vị ương cung, cái này hỗn độn cho dù thụ thương, cũng không phải bình thường quân đội có thể ứng đối a. Nhìn đến kia phía trên trời cao thân ảnh, lưu bang thở dài một hơi, trên mặt thoáng qua một tia thổn thức chi sắc, nhẹ giọng mở miệng nói. Chỉ là, trẫm vẫn là hiếu kỳ, rốt cuộc là vật gì, có thể tổn thương cái này hỗn độn. Lúc trước đại tuyết long kỵ một kích kia, tuy nói cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu là không có kia lúc trước một vết thương, cho dù là Đại Tuyết Long kỵ cường đại, cũng chút nào không làm gì được nó. Đây là chất lượng một dạng trên lệch. Đúng a. À. Nghe vậy, mọi người tại đây đều không khỏi gật đầu một cái. Loại này tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Dù sao, cái này hỗn độn cổ thú cường đại, coi như là đối với vô thượng vương triều đến nói, đều là để cho người tuyệt vọng tồn tại a. À. Các ngươi nói, một trận chiến này ai thắng ai thua? Bỗng nhiên, Tiêu Hà bước lên trước, ánh mắt khẽ động trầm giọng mở miệng nói. Có thể nhìn thấy, lúc này kia phía trên trời cao chiến đấu, đã đến dằn co hóa giai đoạn. Bởi vì lúc trước cứ thế mà đập một cái đòn nghiêm trọng, dẫn đến kia hỗn độn cổ thú cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước. Dù sao, kia đại tuyết long kỵ bên trong, cũng có người thời khắc đề phòng, chỉ cần cái này hỗn độn xuất hiện ở bên trong phạm vi công kích, liền sẽ không chút do dự bắn ra trọng nổ. Mà kia trọng nổ, cùng cửu châu bên trên mọi người thường gặp còn không tương đồng, bên trên trường mâu tản mát ra hàng ý, cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác có thể đoán được, nếu như kia trọng nổ lại một lần nện vào tại hỗn độn trên bụng, đủ để đem xuyên thấu. Đến lúc đó, cho dù cái này hỗn độn thực lực cường đại, chỉ sợ cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mà tại hỗn độn tuy nói chưa từng phát động công kích thời điểm, nhưng là liên tục nổ hống, để cho vậy được mảnh hung thú, càng thêm điên cuồng. Phải biết, những thú dữ này vốn là cũng coi là linh thú, chỉ có điều đang bị kia hỗn độn sau khi cắn nuốt, trải qua một loạt nguyên nhân, thoái hóa thành hôm nay bộ dáng. Tuy nói, có tương tự với sơn hải kinh bên trong miêu tả thượng cổ thần thú tương đồng nhưng mà thực lực lại yếu quá nhiều nhưng mà chúng nó số lượng lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lại thêm kia đại tuyết long kỵ bên trong tuyệt đại đa số người đều tại đề phòng kia hồn độn tiểu thú cho nên khiến cho đại tuyết long kỵ từng bước bắt đầu chìm ngập với kia thú triều bên trong xong thấy một màn này cửu châu mọi người trong lòng chấn động trên mặt thoáng qua một tia không đành lòng rốt cuộc vẫn là không cách nào chiến thắng sao phải biết cái này đại tuyết long kỵ thực lực đã chiếm được cửu châu tất cả mọi người tán thành bọn họ quá mạnh mẽ vượt xa khỏi hôm nay cửu châu các đại vương triều quân đội chiến lực nhưng ngay cả liền loại này chiến lực đối mặt kia hồn độn và số lượng vô pháp nói rõ hung triều vẫn là không có một chút chống cự khả năng chỉ có thể hoảng hốt bị thua cái này khiến cửu châu mọi người trong tâm bỗng nhiên sản sinh một tia thổn thức cùng lúc có một loại môi hở răng lạnh cảm giác liền loại này đại tuyết long kỵ đều vô pháp vượt qua kia hồn độn như vậy cửu châu những quân đội khác liền càng khó có thể có hy vọng gì có thể đem chiến thắng lay động mà đang ở cửu châu mọi người đều cảm thấy khi đại tuyết long kỵ sắp chiến bại thời điểm một đạo ánh kiếm mút trời đột nhiên lướt về phía phía chân trời ầm ầm chỉ một thoáng toàn bộ thương khung đều run rẩy thậm chí ngay tiếp theo hôm nay cửu châu đều cảm thấy lay động đó là cái gì đang nhìn đến kiếm mang kia trong tích tắc cửu châu tất cả mọi người đều nhìn thấy tất cả đều khiếp sợ nó quá mức mênh mông. Giống như là đêm gầm trời này đều xé rách. Vô cùng khoáng đạt. ầm, uhm. Mà ở đó kiếm mang phía dưới, vô số hung thú triệt để hóa thành bùng máu, thậm chí có một ít liền một tí vết tích đều không có để lại. Mà đối với đột nhiên này xuất hiện kiếm mang, coi như là kia hỗn độn đều là vẻ mặt mộng bức. Tiếp theo, nó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, vốn là rung nhẹ, giống như là nghĩ đến cái gì hoảng sợ sự tình, vô ý thức lùi về sau hai bước. Tiếp theo, giống như là thẹn quá thành giận một dạng, trong miệng phát ra một hồi uy hiếp một dạng gầm nhẹ cùng lúc mọi người còn có thể rõ ràng ở đó hồng độn trên thân cảm nhận được sự hận thù tự hồ đối với kia phát ra kiếm mang chủ nhân rất tin tường cũng cực kỳ cừu hận đây là có chuyện gì thấy một màn này cửu châu mọi người nhất mộng trong tâm xẹt qua một tia khó tin khó nói cái này hỗn độn nhận ra cái này một đạo ánh kiếm bỗng nhiên mọi người trong đầu đều thoáng qua một ý nghĩ như vậy nhận ra kiếm mang này thông qua kia hồn động khác với bình thường biểu hiện cửu châu các đại vương triều bên trong một ít mưu thần cơ hồ một cái nhận ra nó trạng thái hôm nay tuyệt đối là loại này chỉ có điều vì sao một đạo ánh kiếm kia cửu châu mọi người thừa nhận nó thập phần cường đại đủ để rung động cửu châu nhưng mà cũng không đủ để cho cái này hồn động cái này một dạng khiếp sợ đi dù sao cái này hỗn động cường đại từ thượng của thời kỳ liền đã chiếm được chứng thật một đạo kiếm khí kia dựa vào tốc độ nó có thể thoải mái tránh ra đã như vậy, cần gì phải như thế? Nghĩ tới đây, mọi người hơi có chút trầm mặt xuống. Cùng lúc, một cái ý nghĩ, chậm rãi từ trong lòng bọn họ thai nén. Khó nói, kiếm mang này chủ nhân, chính là lúc trước đã thương hồn độ một vị kia tồn tại. Cái ý niệm này, một khi xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lên. Phải biết, kiếm mang này là đối với những cái kia thành phiến dị thú, rất rõ ràng là đại tuyết long kỵ lấy ra thủ đoạn. Nhưng không nhất định, chính là trong bọn họ người phát ra. Như vậy, kiếm mang này chủ nhân đến tục cùng là người nào, cũng có chút đáng giá thương thảo. Chương 286, Thần bí tồn tại. Đối kháng hỗn độn cổ thú. Một đạo ánh kiếm, thông tuyệt thiên địa. Chỉ một thoáng, vô số hung thú thân thể tan vỡ, hóa thành bùng máu, triệt để lưu trên bình nguyên. Về phần kia hồn độn, cũng là nhìn thấy một đạo ánh kiếm kia, ánh mắt bên trong để lộ ra hung mang, tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, cửu châu mọi người trong đầu, phần lớn thoáng qua một tia nghi hoặc. Đó chính là, Kiếm mang này rất rõ ràng sẽ không đối với kia hồn độn cổ thú tạo thành quá lớn thương hại, có thể nó vẫn là tại cảnh giác, thậm chí trên thân lông dài đều từng chiếc dựng thẳng. Phản phất, tại ứng đối cái gì không biết địch nhân. Là người nào, có thể để cho nó cái này một dạng cảnh giác. Thấy một màn này, tất cả mọi người trong đầu, đều thoáng qua loại này một cái nghi hoặc. Thật sự là có chút, có thể để cho cái này hồn độn như thế cảnh giác, đến tục cùng là cái gì tồn tại. lay động. Mà liền làm trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc, Thật sự là có chút không biết phải nên làm như thế nào thời điểm khi phía trên trời cao hình ảnh bỗng nhiên rung nhẹ, mơ hồ có một ít sóng gận nổi lên. Đó là cái gì? Thấy một màn này, tất cả mọi người trong đầu đều là thoáng qua ngạc nhiên. Chỉ thấy, kia sóng gận cực kỳ đặc biệt, trong đó mơ hồ cuốn vòng quanh một đạo hư ảnh, hoặc nhìn tiên vụ lượng lờ. Đó là, một cái sinh linh. Tại sau khi thấy một màn này, cửu châu tất cả mọi người não hải đều rung một cái, chỉ cảm thấy một hồi nổ vang. Khi sóng gận xuất hiện. Vũ khí bay lên thời khắc, một đạo nhân ảnh phù hiện ở trên bầu trời, trong tay một thanh không cách nào hình dung bảo kiếm. Mà ban nãy một đạo kiếm khí kia, rất rõ ràng là đạo này mông lung thân ảnh phát ra. Hắn là ai? Lúc này, toàn bộ Cửu Châu, gần như tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua loại này một cái nghi hoặc. Là trận pháp? Vẫn là không biết sinh linh? Phải biết, thông qua lúc trước thiên đạo kim bản hình ảnh, mọi người cũng coi là đại khái giải cái này đại tuyết long kỵ chiến lực. Nó tuy nói cực kỳ cường thịnh, nhưng mà trận pháp một hạng cũng rất ít mượn từ thiên địa đại thế mà là dùng một loại khác với cửu châu đặc thù trận pháp mà một cái này không biết tồn tại thân ảnh có phải là trận pháp kia một trong nhưng vô luận mọi người thấy thế nào vậy cũng không hề giống là một cái trận pháp bên trong hư cấu đi ra tồn tại a hơn nữa nhìn nó hai con mắt tuy nói bị kia sương khói mông lung bao phủ nhưng lại mang theo mấy phần linh động rất rõ ràng tồn tại đến trí tuệ hơn nữa còn sẽ không quá thấp mà nhìn tổng quát toàn bộ cửu châu vô luận là có ghi chép thượng của thời kỳ, vẫn là hiện tại, đều chưa từng thấy qua như thế kỳ dị trận pháp, vậy mà có thể xuất hiện chính thức trí tuệ sinh mệnh. Gào. Liền làm cửu châu mọi người nghi ngờ không thôi thời điểm, trên bầu trời kia, hồn động cổ thú đột nhiên phát ra một hồi nổ hống. Tiếp theo, nó trên thân hình, bắt đầu hiện ra một ít mông lung quan huy. Cùng lúc, thân hình cũng tại không ngừng mở rộng. ầm ầm Hướng theo kia hỗn động cổ thú thân hình bành trướng, toàn bộ mặt đất đều phát ra một hồi nổ vang, mà tại nó dưới chân thành phiến hung thú, cũng hóa thành bùng máu. Bất quá, những cái kia tử vong hung thú, so với toàn bộ phía trên vùng bình nguyên hung thú đại quân đến nói, thật sự là quá mức nhỏ nhặt không đáng kể một ít. Mà kia hỗn độn cổ thú đối diện, kia một đạo mông lung thân ảnh, cũng từng bước rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì biến ảo, thân thể hắn cơ hồ cùng kia hỗn độn thân thể chờ cao, liền loại này sừng sững ở trên bầu trời, giằng co với nhau đến. Ầm. Thiên khung đều bởi vì hai vị này tồn tại giằng co mà trở nên tối mờ. Thậm chí, những cái kia vốn là nhe nanh múa vuốt, tự hồ muốn hết thảy đều phai mờ hung thú, cũng không có có quá lớn hung tính, đại đa số nằm rạp xuống trên mặt đất, coi như là bị hồn độn không cẩn thận dẫm đạp lên, cũng không dám di động chút nào. Phản phất, bị hai đạo thân ảnh kia trấn áp. Một khắc này, toàn bộ trên bầu trời, tự hồ cũng chỉ có cái này hai đạo thân ảnh đang đối đầu. Thiên địa, cũng vì đó một tịch. Đại tần. Trẫm cảm giác thế nào, kia một đạo thân ảnh, có chút quen thuộc đâu nhìn đến trên bầu trời kia một đạo mông lung thân ảnh danh chính khẽ tao mày luôn cảm giác mình đã gặp qua ở nơi nào chính là để cho hắn nhớ lại lại vô luận như thế nào đều không nhớ nổi chỉ là bản năng cảm thấy có chút quen thuộc cái này không lẽ nên a à? bên kia nghe thấy danh chính lẩm bẩm kia đại tần triều đình bên trên văn võ bá quan đều là sững sờ ở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ quen thuộc kia mông lung thân ảnh có khả năng là đại tuyết long kỵ cuối cùng nội tình mà tại thiên đạo kim bản xuất hiện lúc trước toàn bộ đại tần đều chưa có nghe nói qua đại tuyết long kỵ cái này một cái tên nhà mình bệ hạ làm sao có thể quen thuộc đâu có lẽ là trẫm suy nghĩ nhiều đi nhìn đến toàn triều văn võ ánh mắt nghi ngờ danh chính lắc đầu một cái khẽ thở dài một cái chậm rãi lẩm bẩm nói tạm thời chỉ nhìn một hồi cả hai cái tồn tại ai sẽ chiến thắng đi không thể không nói vô luận là kia hồn độn vẫn là khi bị đại tuyết long kỵ triệu Hoáng đi ra thân ảnh, đều cơ hồ muốn vượt quá cửu châu mọi người tưởng tượng. Loại tồn tại này tranh đấu, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc đâu. Hơn nữa, còn có một chút, doanh chính cũng cực kỳ để ý. Đó chính là, lúc trước cái này hỗn độn của thú thụ thương, có phải là cái này một vị hư ảnh dẫn đến? Nếu như, hắn năm đó vì sao không giống nhau nâng đem cái này hỗn độn đánh bại, ngược lại để cho gìn giữ tính mạng? Nếu không là, kia ban đầu đánh bại cái này hỗn độn, lại là bực nào tồn tại đâu? đối với một điểm này, không có cái nào không nói là doanh chính, coi như là toàn bộ cửu châu tất cả mọi người, đều hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ có thể, lặng lặng nhìn đến thiên đạo kim bản bên trên biến hóa. Lặng lẽ chờ đợi. Chương 287, khó nói, thiên quân bản thứ nhất, cũng là hắn. Hai đạo thân ảnh đối kháng mà đứng. Có mênh mông lực lượng ba động, từ trên bầu trời lưu chuyển, ngưng kết thành từng đạo gần sóng, cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Phương xa, vùng đất kia tự hồ bị xé rách, có vô số hông thú rơi xuống vào kia trong khe đỏ, hoàn toàn biến mất, không thấy chút nào tung tích. Thậm chí, ngay cả đại tuyết long kỵ đều bị liên lụy, trận hình có tan vỡ dấu hiệu. Chỉ có điều, kia một đạo cầm kiếm mông lung thân ảnh, nhẹ nhàng vung tay lên, như có vạn thiên lưu quan dập dần, đem kia đại tuyết long kỵ bảo vệ lấy. Gào! Mà đang ở kia một đạo cầm kiếm thân ảnh xuất thủ trong tích tắc, kia hồn độn cũng không khỏi được phát ra một hồi gầm nhẹ, như có nhiều chút dùng dập, cũng tựa hồ đang cười nhạo. Phản phất cảm thấy, cái này một đạo hư ảnh, đang cùng chính mình đối kháng dưới tình huống, vậy mà vẫn sẽ chọn chọn bảo hộ loại này con kiến hôi. Cái này khiến cái này hồn động cảm giác mình bị xem thường. Mà trừ cảm thấy bị xem thường phẫn nộ bên ngoài, nó cũng cảm thấy, trước mắt cái này một đạo thân ảnh sớm tiêu hao lực lượng, hoàn toàn không có chiếu cố được trước mắt đến tột cùng là tình huống gì. Gào. Mà đang phát ra thứ gầm nhẹ một tiếng về sau, khi hồn động lại phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, chợt không chút do dự nào, hướng phía phía trước lao nhanh mà đi. Một màn này lại để cho cửu châu mọi người trong lòng rung nhẹ. Vốn là, mọi người cho rằng, cái này hồn động hình thể mở rộng vô số lần, theo lý thuyết tốc độ hẳn sẽ tương đối hạ xuống. Chính là, kia hồn động tốc độ, rõ ràng không có một tí chậm lại. Ngược lại, hoặc nhìn so với trước kia thiên đạo kim bản biểu hiện bên trong, còn mạnh hơn nhiều. Đại Hán Vị ương cung Thế gian này, thật có năng lực cùng cái này hồn động chống đỡ được tồn tại sao? Nhìn đến kia hồn độn và nhưng ngược lại mà đứng cầm kiếm tồn tại, Lưu Bang trong tâm xẹt qua vô số suy nghĩ, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hồn độn. Cái này hung thú, chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại dị chủng, ở đó lẫm đông nơi băng phong vô số năm, lúc này mới xuất hiện ở cửu châu bên trên. Mà kia một đạo cầm kiếm thân ảnh, đến bây giờ khuôn mặt còn cực kỳ mơ hồ, căn bản là không thấy rõ gương mặt. Hơn nữa, tự hồ cùng kia đại tuyết long kỵ có liên quan, là bị hắn tác dụng một loại phương pháp đặc thù triệu hoán đi ra. Nó có thật tồn tại hay không, hiện tại cũng còn còn chưa thể biết được thần vẫn còn đang suy tư, ban nãy kia hồn động cổ quái hành động. Nghe thấy Lưu Bang mà nói, bên cạnh Trương Lương khẽ cau mày, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, cái này hồn động đối với một cái kia cầm kiếm thân ảnh rất tin tường. Thậm chí, có khả năng bụng nó kia một vết thương, chính là người này gây thương tích. Tuy nói, kia một đạo bị vân vụ bao phủ thân ảnh, hoặc nhìn là có một ít trí tuệ tồn tại, thậm chí bị cửu châu không ít người xem như một cái chính thức sinh linh. Có thể rất rõ ràng, Trương Lương cũng không cho là như vậy hắn am hiểu sâu trận pháp nhất đạo, hiểu rõ một ít cực kỳ đặc thù trận pháp, xác thực có thể huyễn hóa ra một ít không tên tồn tại, hiệp trợ chính mình nhất chiến. Mà kia phía trên trời cao kia một đạo cầm kiếm thân ảnh, rất rõ ràng đã là như vậy. Huống chi, Trương Lương còn chứng kiến, ở đó một đạo thân ảnh xuất hiện về sau, ngoại trừ phía ngoài xa nhất một đám đại tuyết long kỵ vẫn còn ở thỉnh thoảng chống đỡ hung thú bên ngoài, còn lại mấy chục vạn đại quân đều dừng lại bất kỳ động tác gì nếu như kia đại tuyết long kỵ cùng cái này cầm kiếm thân ảnh là đối lập với nhau mà tồn tại mà nói liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này dầu gì cái này đại tuyết long kỵ cũng sẽ thừa dịp kia hai cổ uy áp chi lúc đem một ít hung thú triệt để chém giết dù sao những thú dữ này là kia hồn độn rơi xuống huyết nhục biến thành căn bản không tồn tại cái gì lý trí nói chuyện chỉ có đưa chúng nó triệt để phai mờ mới là chân chính chính xác cách làm trương lương tin tưởng đạo lý này kia đại tuyết long kỵ nhất định hiểu nhưng bọn hắn hiện tại không có một chút động tác cái này đáng giá được trầm tư. Khó nói, tại rất lâu năm tháng lúc trước, cái này một vị tồn tại từng cùng hồn độn nhất chiến. Chỉ bất quá, bởi vì một ít không biết nguyên nhân, khi đại tuyết long kỵ đạt được cái này một vị chút vết tích xây dựng loại này một cái trận pháp, cho nên. Có thể cùng cái này hồn độn chống lại khả năng. Bỗng nhiên, một cái ý niệm, đột nhiên từ trương lương trong đầu vang vọng, để cho người không nhịn được khẽ hô thành tiếng. Hử! Mà hướng theo trương lương thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại hán triều đường vốn là sững sờ, chợt nhất thời lọc vào một mảnh xung sao bên trong. Trận pháp cùng công pháp kết hợp với nhau. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, lúc trước ở đó thiên đạo kim bản trong hình, cái này đại tuyết long kỵ từng sử dụng qua một loại đặc thù trận pháp. Loại kia trận pháp, cùng Cửu Châu thường dùng đại trận bất đồng, nó cũng không có mượn từ thiên địa đại thế, mà là dùng một chủng loại giống như công pháp tồn tại. Vốn là, mọi người trong lòng đối với lần này liền có cực lớn nghi hoặc, không biết kết quả thế nào như thế. Dù sao, vô luận từ lúc nào dẫn động thiên địa đại thế thành trận, mới là chính đạo. Nhưng là bây giờ, nhìn đến kia phía trên trời cao, một đạo rất rõ ràng là tập võ người, lại hóa ra mông lung thân ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời, lại kết hợp tấm này lương suy đoán, trong lòng bọn họ trong lúc mơ hồ ý thức được một ít. Hẳn là như thế. Tại sau khi trầm mặt ngắn ngủi, trong đầu của bọn họ, phần lớn thoáng qua một vẻ chợt hiểu. Rốt cuộc ý thức được, nguyên bản cái này đại tuyết long kỵ đủ loại tại cửu châu mọi người thấy lên cực kỳ không bình thường trong cử động, còn cất dấu loại này một cái bí mật. Hư ảnh kia, mới là đại tuyết long kỵ lá bài tẩy chân chính. Chỉ là không rõ, năm đó có thể cùng cái này hồn độn chống đỡ được tồn tại, phải chăng có thể tiếp tục sống sót. Nhìn đến thiên đạo kim bản bên trên hình ảnh, mọi người trong đầu, bất kỳ đúng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại, hẳn không khả năng. Dù sao, nếu thật nó còn sống sót, bằng vào cái này cùng hồn độn nhất chiến ghi chép, ắt phải có thể leo lên lúc trước tuyệt thế bản. Nhưng mà, nhìn tổng quát tuyệt thế trên bản sinh linh, cũng không có cùng chi phù hợp. Dù sao, loại này tồn tại, bình thường đều là di thế độc lập, làm sao có thể tổ kiến một chi kinh khủng như vậy đại quân. Chờ chút. Có phải hay không là hắn? Vừa lúc đó, Trương Lương chờ người trong đầu, bỗng nhiên vang vọng qua một đạo thân ảnh. Doanh vân. Cái này một vị, tuyệt thế bản thứ nhất, lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Càng là đứng hàng tuyệt thế bản thứ nhất, thủ hạ còn có một chi đủ để leo lên thiên quân bản đại quân. Lại thêm, kia phía trên trời cao kia một đạo thân ảnh, cùng với rất giống nhau vô luận như thế nào nghĩ cái này một vị đều có khả năng cực lớn hẳn là không thể nào đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ mọi người tại đây trốn mắt nhìn nhau đều có nhiều chút thất thần chuyện này nếu như thân ảnh này thật là doanh vân như vậy cái này đại tuyết long kỵ vô cùng có khả năng cùng với có liên quan một người thân là tuyệt thế bản đệ nhất tồn tại thủ hạ còn có ghi tên thiên quân bản đệ nhất đại quân cái này tổ hợp có phần cũng vô cùng khủng bố một ít đi cái này còn để cho cửu châu mấy cái khác vương triều chơi thế nào. Đến lúc đó, đợi kia đại tần quân đội áp cảnh, trực tiếp đầu hàng tính toán. Không thể nào. Tuyệt không loại khả năng này. Chương 288, Kiếm chi nhất đạo. Đại tuyết long kỵ sau lưng tồn tại. Tuyệt không loại khả năng này. Lúc này, đại hán triều đường bên trên, văn võ bá quan hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là lắc đầu, phủ nhận cái này đáng sợ suy nghĩ. Dù sao, lúc trước thiên đạo kim bản trong hình, cũng từng xuất hiện doanh vân thân ảnh. Lục địa thần tiên tuy mạnh, nhưng mà cũng không vượt ra ngoài tưởng tượng tất cả mọi người. Mà bây giờ, kia trên hư không kia một đạo thân ảnh, nó đứng ở trên bầu trời, đang cùng hồn độn giằng co. Bất luận nhìn thế nào, đều là một tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Huống chi, như kia một đạo thân ảnh, thật là đại tần hoàng tử, tại sao sẽ bỏ mặt còn lại vương triều tiếp tục tồn tại. Những thứ không nói, chỉ bằng vào hắn sức một mình, lại thêm cái này đại tuyết long kỵ, cũng đủ để tàn quét trừ vô thượng vương triều bên ngoài bất kỳ một cái nào vương triều, hơn nữa tuyệt đối sẽ không gặp phải quá đại để đối kháng. Cho dù là vô thượng vương triều, đang đối mặt đại tuyết long kỵ loại tồn tại này thời điểm, cũng rất khó chống đỡ. Loại này gần như chất lượng trên lệch. Như doanh chính thật có loại này ác chủ bài, năm đó sở hán tranh nhau, đại hán, sở quốc lần lượt cuộc khởi thời điểm, chỉ cần để cho mấy chục ngàn, thậm chí còn một hai vạn đại tuyết long kỵ từ lẫm đông nơi vội về. Như vậy, liền hắn không có lưu bang cùng hạng vũ chuyện gì không hề nghi ngờ, vô luận là sở quốc vẫn là đại hán, tuyệt đối sẽ tại sơ lộ phong mang thời điểm, bị triệt để nghiền nát. Hẳn không khả năng. Nghĩ tới đây, lưu bang nặng nề sắc mặt, thoáng có một tia hòa hoãn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trời cao hình ảnh, khe khẽ thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu không, cái này cửu châu bên trên, còn có cái gì tồn tại, có thể quản thúc đại tần. Cửu châu. Ngoại trừ đại hán bên ngoài, cũng có càng ngày càng nhiều vương triều. Chú ý tới kia phía trên trời cao dằn co thân ảnh, đương nhiên trong này cũng không thiếu cùng lưu ban một dạng suy đoán kia cầm kiếm thân ảnh có thể là tuyệt đối là một cái nào đó sinh linh suy nghĩ nhưng mà điều này cũng chỉ là một cái ý nghĩa a dù sao như đại tần thật trong bóng tối bồi dưỡng đại tuyết long kỵ điều này cũng mạnh mẽ quân đội toàn bộ cửu châu làm sao một chút mà tiếng gió cũng không có nghe được phải biết các đại vương triều bên trong chính là lẫn nhau thâm nhập không chỉ có ở bề ngoài sứ thần quan trọng nhất hay là đến từ các nơi mật thám đặc biệt là vô thượng vương triều đối với loại này vương triều có lẽ một ít tiểu hình vương triều vô pháp chính thức dò thăm cái dạng gì tin tức chính là đều là vô thượng vương triều đối với những nhà khác nội tình phần lớn vẫn là hiểu rõ một ít chỉ có điều nếu như ở trên chiến trường không có gặp nhau không dễ dàng phán đoán thực lực cụ thể nhưng mà binh lực nhiều thiếu vẫn là có thể đại khái rõ ràng dù sao nếu muốn dưỡng binh tất phải có đối ứng lương hướng quân nhu quân dụng mà những thứ này cũng không thể đột nhiên xuất hiện sẽ liên quan đến quá nhiều mặt mặt mà một điểm này mà gần như không có khả năng giấu giếm. Cho nên, tại mọi người nhìn lại, kia đại tuyết long kỵ hẳn không là đại tần một trong những lá bài tẩy. Nếu không phải đại tần nội tình, kia hẳn là liền cùng kia đại tần hoàng tử không liên quan. Hô! Cái này một dạng suy nghĩ một chút, cửu châu vô số người thâm sâu thanh thản một hơi, lại tiếp tục ngẩng đầu, nhìn đến thiên đạo kim bản trên hình ảnh. Chỉ thấy, lúc này thiên đạo kim bản trong hình, hồn động dẫn đầu phát động thế công. Nó quá mạnh mẽ. Cứ việc huyển hóa ra thân hình khổng lồ, hạt nhìn có chút cồng kền, nhưng thực tế cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. ầm, um. Chỉ thấy, nó một đường tiến lên, trong lúc không biết nghiền ép bao nhiêu hung thú, khiến cho bùng máu tán lạc khắp mặt đất. Nhưng đối với này, khi hồn độn cùng cầm kiếm thân ảnh, cũng không từng nhìn nhiều. Lay động. Chỉ thấy, đối mặt kia nhanh chóng xung phong đi lên hồn độn, khi cầm kiếm thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhất kiếm. Hắn tốc độ không nhanh. Cứ việc, tại cửu châu một ít trong mắt người bình thường, đây đã là cực nhanh kiếm chiêu chính là, so với kia hồn động tốc độ, cái này hết thảy thật không thể xưng là nhanh. Chỉ có điều, để cho mọi người cảm thấy chần chờ là, kiếm của hắn chiêu không nhanh, lại có một loại gần như hợp với với đạo cảm giác. Nhẹ nhàng vung lên, giống như dẫn động thiên địa đại đạo, có nhiều loại dị tượng xuất hiện. Đạo. Một nơi chỗ không biết, đang bế quan tiêu giao tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia thân ảnh, trong đôi mắt viết đầy chấn động. Đây là, đạo. Cùng thiên địa đại thế, hoàn toàn khác biệt tồn tại cái này một vị, xuất thủ chính là đạo. Đó là, muốn siêu việt thiên địa tồn tại. Làm sao có thể? Lúc này, tiêu giao tử nhìn đến ngày đó không trên một màn, triệt để ngốc trệ. Phải biết, lúc trước cùng đế thích thiên một cược, dĩ nhiên là hắn thắng. Về sau, khi đế thích thiên tự mình bế quan, phát thề không còn rời núi. Tự nhiên, tiêu giao tử cũng không có có tiếp tục làm khó cái này đế thích thiên, mà là lựa chọn tự mình rời khỏi. Dù sao, trải qua thiên đạo chúc phúc về sau, hắn đạt được một lần gần như trọng sinh cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần về sau, này thiên đạo kim bản xếp hàng thiên quân bản, đã để hắn đề không nổi hứng thú gì đến. Dù sao, hắn chính là người tu đạo, cho dù bất nhập thế tục cũng có thể, tự nhiên không muốn cùng vương triều ở giữa quân đội có qua lại gì. Nhưng là bây giờ, hắn cảm nhận được kia phía trên trời cao đạo vết tích, chính là hoàn toàn khiếp sợ. Một nhánh quân đội, vậy mà có thể phát huy ra đạo lực lượng, đây là kinh khủng bực nào. Đây quả thực, muốn phá vỡ tiêu giao tử trước sau như một tính niệm. Như không nó ý chí kiên định, hiện tại sợ đều muốn đạo tâm phá toái. Cái này đại tuyết long kỵ sau lưng, chắc phải có một cái có thể hoàn toàn khống chế đạo tồn tại. Chỉ thấy, lúc này tiêu giao tử nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh, đang trầm mặc sau một hồi lâu, trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói. Thâm thẳm thâm cốc. Từ khi ban đầu kia đại tần đánh một trận xong, độc cô cầu bại liền trở lại trong sơn cốc này, chỉ là so với lúc trước cuộc sống yên tĩnh, hắn mỗi ngày sẽ thêm làm một chuyện đó chính là luyện kiếm. Hiện tại hắn, giống như là một người bình thường kiếm khách một dạng, chỉ là đơn giản vung kiếm. Từ một kiếm, đến thanh quan chi kiếm, lại tới tử vi nhuyễn kiếm, thậm chí còn huyền thiết trọng kiếm. Thậm chí, hắn còn không giới hạn tại đây mấy cái thanh kiếm, từng tự mình đi tới một tòa thành trì, cùng thợ rèn trao đổi đúc kiếm chi pháp, tự mình thối luyện cương kiếm. Một thanh một thanh kiếm, từ độc cô cầu bại trong tay sinh ra. Cùng lúc, độc cô cầu bại đối với kiếm ý lý giải, cũng tại từng bước viên thâm thậm chí mơ hồ muốn giao thiệp với một cái khác lĩnh vực kiếm đạo mà giờ khắc này đang luyện kiếm độc cô cầu bại cũng là chú ý tới trên bầu trời kia hình ảnh động tác trong tay hơi dừng lại một chút khi nhìn như bình thường cương kiếm bên trên nhất thời tản mắt ra một đạo kinh người kiếm mang ầm ầm kiếm mang kia chảy xuống đệm vào tại một nơi bên trên cự thạch trong nháy mắt tóe ra vô số năm tháng tiếng nổ không ngừng nhưng mà độc cô cầu bại sắc mặt lại không có biến hóa chút nào chỉ là lẳng lặng nhìn đến trên bầu trời kia hình ảnh, trong mắt mơ hồ thoáng qua một vẻ chợt hiểu. Nói, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm hơi dập dần, truyền vang với trong u cốc. Trải qua hồi lâu không ngừng. Chương 289, một kiếm diệt hung thú. Cửu Châu khiếp sợ. Làm kia hồn độn cùng cầm kiếm thân ảnh nhất chiến, cơ hồ toàn bộ Cửu Châu ánh mắt đều tụ tập qua đây. Vương Triều ở giữa, tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ bản thân liền cực kỳ chú ý thiên quân trên bản đại quân, đặc biệt là này thiên quân bản thứ nhất, thậm chí đều có phá vỡ toàn bộ cửu châu khả năng. Mà đối với một ít tu luyện chi nhân đến nói, lúc trước một kiếm kia cũng dẫn tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đặc biệt là, một ít đã từng ghi tên tuyệt thế trên bản, chính thức kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bọn họ tại một kiếm này bên trên, rốt cuộc cảm nhận được một tia đạo tồn tại. Loại kia vô pháp nói rõ đạo, vậy mà thật có thể bị sinh linh chưởng khống. Đây đối với những cái kia người tu đạo đến nói, không khác nào sấm sét, phá vỡ thế giới quan tồn tại. Bất quá, cho dù bọn họ lại làm sao kinh ngạc, thiên đạo kim bản hình ảnh cũng tại tiếp tục trôi qua. Chỉ thấy, kia trong hình. Hồn độn, tự hồ cũng ý thức được một kiếm này khủng bố, sông ngang thân thể cũng là hơi dừng lại một chút, tiếp theo lấy một loại gần như vạn vẹo phương thức, tránh thoát kia gần như là đạo một kiếm. Sau đó, cái kia vốn là nhìn như bình thường trảo bên trong, đột nhiên thoáng qua một tia phong mang, hung hãn mà hướng phía kia cầm kiếm sau lưng bên hông mà đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, cửu châu mọi người trong lòng kinh sợ, vô ý thức khẽ hô nói. Vốn là, tại cửu châu trong mắt mọi người, đối mặt cái này gần như là đạo một kiếm, cái này hồn độn cổ thú mạnh hơn nữa, chắc cũng sẽ tránh né, hơn nữa tìm kiếm mặt khác thời cơ, lại lần nữa công kích. Nhưng tất cả mọi người, vẫn là xem thường cái này hồn độn cường đại. Nó vậy mà sẽ chọn lấy loại này một loại tư thái, lại một lần phát động công kích. Hơn nữa, còn thành công. Chỉ thấy, khi hỗn độn cổ thú, đã đến gần kia một đạo cầm kiếm thân ảnh. Thậm chí, đã đưa ra móng vuốt mắt thấy, liền muốn chính thức công kích. Kép. Mà ngay tại lúc này, ngày đó khung trong hình, đột nhiên có một đạo kiếm khí lưu chuyển. Vừa vặn trong nháy mắt, kiếm khí kia liền hóa thành một đợt kiếm khí phong bạo, cuốn quanh ở kia một đạo cầm kiếm thân ảnh bốn phía, giống như một đạo tấm trắng thiên nhiên một dạng, đem hung thú kia móng vuốt, triệt để cắt đứt tại kiếm võng bên ngoài. Gào. Đối mặt loại tình huống này, kia hồn động cổ thú cũng là gầm nhẹ một tiếng, có chút kiên kỵ, cũng không có cưỡng ép về phía trước. tràn diện, trong lúc nhất thời liền loại này dằn co xuống cửu châu nhìn đến cái này đột nhiên trở nên bình tĩnh lại hình ảnh cửu châu mọi người nội tâm lại không miễn có chút khẩn trương kỳ thực cái này hết thảy nói là chậm chậm nhưng đều tại điện quan thạch thạch chi giữa thậm chí đối với cửu châu tuyệt đại đa số người đến nói đều không có thấy rất rõ đến tột cùng xảy ra tình huống gì chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh hơi chợt lóe hết thảy đã kết thúc đại tần tại ta tiếng giai lục địa thần tiên về sau khi một tia khí thế cũng phát sinh thuế biến sao nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh danh vân khẽ cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm nói lúc trước hắn từng cho kia đại tuyết long kỵ lưu lại một tia khí thế cũng đem phong ấn ở trong trận pháp đến chuyện liên quan đến tồn vong thời điểm đại tuyết long kỵ chỉ cần vận chuyển đại trận liền có thể đem ban đầu chính mình lưu lại kia một tia lực lượng kích hoạt vốn là danh vân là đang suy nghĩ nếu như kia hồn động đột nhiên xâm chiếm cái này một tia khí thế có thể hóa xuất thân hình chống đỡ cái này hồn động tiến công mà đại tuyết long kỵ liền có thể nhân cơ hội rời khỏi. Chỉ có điều, tại chính mình tiến giai lục địa thần tiên về sau, khi một tia ban đầu còn sót lại khí thế, tự hồ cũng phát sinh biến hóa nào đó. Thế cho nên, tuy nói nó chỉ là chính mình còn sót lại một tia khí thế, nhưng lại có đủ để cùng kia hồn độn chống đỡ được thực lực. Có lẽ, không cần phải nửa đi một chuyến lẫm đông nơi. Nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh, doanh vân ánh mắt hơi dừng lại một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hẳn là, có thể thắng đi. Đối với một cái cá mặn đến nói, nếu có thể không đi chỗ đó cực lạnh lẫm đông nơi dĩ nhiên là cực tốt cửu châu mọi người có lẽ đối với kia lẫm đông nơi không có gì khái niệm nhưng mà danh vân trong tâm có thể cũng rõ ràng là gì đó chính là cực điểm a toàn bộ cửu châu đại lục rất lạnh nhất tồn tại bình thường không có việc gì danh vân mới không muốn đi tới chỗ đó phía trên trời cao hình ảnh còn đang tiếp tục tự hồ là bởi vì ban nãy kia một lần công kích khiến cho kia hồn độn cổ thú cũng có chút kiên kỵ hiện tại nó không ngừng đạp mặt đất cố gắng tìm một cái thời cơ thích hợp, chuẩn bị phát động tấn công. Mà một cái kia cầm kiếm thân ảnh, liền loại này lẳng lặng đứng lặng tại trên bầu trời, thân thể có sương khói mông lung hiện ra, cho người một loại tiên vụ lượng lờ cảm giác, thập phần thần bí. Gào! Mà đang ở cửu châu mọi người chân chờ, không biết kia hồn độn đến tục cùng muốn làm gì thời điểm, kia hồn độn trong miệng, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Gào! Gào! Cái này gầm nhẹ một tiếng, phản phất đánh vỡ tĩnh mịch hình ảnh, nhất thời bốn phương tám hướng, truyền đến hung thú kia chấn thiên gầm nhẹ. Quá nhiều. Phải biết, cứ việc lúc trước có vô số hung thú chết tại kia hồn động dẫm đạp lên và kia đại tuyết long kỵ trong tay. Chính là, cái này so với kia khắp trời hung thú đến nói, quả thực giống như thương hải chi một cái, quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí, còn có phần lớn một ít hung thú, bởi vì bị quản chế tại đây bình nguyên lớn nhỏ, chỉ có thể ẩn thân với càng xa xăm sông băng bên trong, một mực tại chú ý tại đây biến hóa. Mà nghe được kia hồn động cổ thú gầm nhẹ về sau, những thú dữ này trong nháy mắt liền xông tới chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn hung thú cùng nhau vọt tới quá mức chấn hám nhân tâm trong này tuy nói bởi vì giẫm đạp lên lẫn nhau thương vong không ít nhưng mà so với cái này hung thú số lượng đến nói bởi vì giẫm đạp lên mà chết vẫn là ít lại càng ít hừ liền làm những thú dữ kia phun trào sắp liều chết xông tới thời điểm kia một đạo cầm kiếm thân ảnh nhẹ nhàng khoát tay cùng này cùng lúc một đạo mang theo chút lạnh lùng thanh âm vang vọng với trên bầu trời kiếm mang, cũng theo đó vang vọng. Kết. Chỉ thấy, tại cơ hồ tất cả mọi người đều không có thấy rõ dưới tình huống, một đạo ánh kiếm vắt ngang ở bên trong đất trời. Chợt, kiếm mang kia rơi xuống. Nơi đi qua, để gãy nghiền nát, hết thảy hung thú đều tại kiếm mang kia bên dưới hóa thành tro bụi, triệt để tiêu tán. Toàn bộ phía trên vùng bình nguyên, chỉ có khắp trời bùng máu, chứng minh tại đây đã từng có vô số hung thú. Vốn là, kia bị hung thú bao phủ, đã hiện ra một phiến ám sắc bình nguyên, cũng đột nhiên bị mở ra một cái miệng giống như là một đầu khoảng cách một dạng, phân cách đến tả hữu. Khi khắp trời gầm thét, gào thét hung thú, tự hồ cũng bị một kiếm này khiếp sợ. Tuy nói, bọn họ cũng không có trí tuệ tồn tại, nhưng vẫn là bản năng ở đó một kiếm bên trên cảm nhận được uy hiếp, đó là đến gần cảm giác tử vong. Khi nguyên bản liều mạng tấn công tư thế, cũng thoáng một hồi, cũng không có chính thức vọt tới trước. Toàn bộ hình ảnh, hiện ra hoàn toàn yên tĩnh chi cảnh. Phản phất trong khoảnh khắc đó, liền bị cố định hình ảnh xuống. Mười phần quỷ dị. Chương 290, hồn động kế hoạch. Có chút sợ hết hồn hết phía Trương Lương. Kiếm khí dập dần, mấy trăm vạn hung thú liền chết bởi một kiếm kia bên dưới. Cứ việc, trải qua thời gian dài như vậy giải, cửu châu mọi người đối với những thú dữ kia cũng sẽ không ôm quá nhiều hoảng sợ. Thậm chí, một ít vương triều đều tại suy nghĩ, như cho bọn hắn đủ thời gian chuẩn bị, cho dù là những thú dữ này công thần, cũng có thể có đầy đủ nắm chắc, có thể đem chúng nó triệt để lưu lại. Nhưng vấn đề là, ai có thể nghĩ tới, chỉ một kiếm chi năng, liền phai mờ nhiều như vậy hung thú thế cho nên ngay cả này chỉ dựa vào bản năng liều chết xung phong hung thú đều cảm nhận được hoảng sợ không dám chút nào bước lên trước tỉnh chỉ thấy kia đánh xuống một đòn toàn bộ thương khung đều hiện ra một phiến quỷ dị bình tĩnh gào mà loại an tĩnh này ở đó hồng độn cổ thú lại một lần phát ra nổ hống thúc giục những thú dữ kia tiếp tục hướng phía trước về sau lúc này mới đạt được làm dịu ở đó hung thú phát ra nổ hống về sau những thú dữ kia cứ việc có một loại bắt nguồn ở bản năng hoảng sợ, nhưng vẫn là tiếp tục liều chết xung phong đi lên, cái sau nối tiếp cái trước. Chỉ có điều, cái này một lần, kia một đạo cầm kiếm thân ảnh cũng không tiếp tục vung kiếm, mà chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ. Ken. Sau một khắc, có kiếm mang từ hắn trên thân hình tuôn trào, giống nhau lúc trước ngăn trở kia hồn độn cổ thú vừa mới một kích kia. Mà những thú dữ kia, chỉ cần tới gần kia cầm kiếm thân ảnh khoảng cách nhất định, liền sẽ có kiếm mang xuất hiện, đưa chúng nó thân thể cắt đứt cơ hồ không có nổi một người hung thú, có thể ngăn trở kiếm mang kia, cho dù chỉ có trong nháy mắt trở ngại. Hết thảy sinh tức, liền loại này lặng yên không một tiếng động trôi qua. Thời gian, cũng tại từng chút từng chút hao mòn. Rất nhanh, cửu châu mọi người có thể nhìn thấy, trên bầu trời kia hung thú thi thể chồng, đã thành từng ngọn tiểu sơn. Thậm chí, sau đó hung thú, cần trước tiên vượt qua một tòa kia từ thi thể chồng mà thành tiểu sơn, sau đó tại đăng đỉnh trong nháy mắt bị một đạo không biết chỗ nào xuất hiện kiếm mang triệt để nghiền nát. Chợt, hóa thành núi nhỏ kia một phần. Tiếp theo, ngăn cản sau đó hung thú tốc độ. Hơn nữa, hướng theo thời gian trôi qua, núi nhỏ kia độ cao, cũng tại từng bước bành trướng. Cuối cùng, tự hồ đến một loại nào đó cực hạn một dạng, những cái kia từ thi thể chồng mà thành tiểu sơn ầm ầm sụp đổ. Có chảy máu chảy, nhụn đỏ mặt đất, cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Tỉnh. Lúc này, toàn bộ cửu châu, vô số người đều ngước đầu, nhìn đến những thú dữ kia cái sau nối tiếp cái trước bộ dáng chỉ cảm thấy trong tâm mơ hồ dâng lên một tia sợ hãi. Mặc dù là những thú dữ này không sợ chết, cho dù biết rõ vượt qua khoảng cách nhất định sẽ bị kiếm mang chặt đứt thân thể cũng không có có lựa chọn lùi sau một bước. Chính là, kiếm mang kia thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, những thú dữ này cũng không là tại một cái phương hướng phát động công kích, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Phàm là kia trong kiếm quang, có như vậy một tí sai lầm thì có thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, kiếm mang kia tự hồ có một chút linh trí nó chỉ thương hung thú, mà đối với khoảng cách kia cầm kiếm thân ảnh gần đây đại tuyết long kỵ, lại không có có tổn thương nó chút nào. Loại này lực khống chế, các đại vương triều bên trong người bình thường có lẽ còn không có gì khái niệm, nhưng mà một ít tu luyện chi nhân, lại thật bị sợ giật mình. Bọn họ thật sự là không có ngờ đến, ở đó tuyệt thế bản xếp hàng sau khi kết thúc, vậy mà vẫn còn ở này thiên quân bản trên thấy một màn này. Những thứ không nói, chỉ bằng vào những kiếm này mang, kia trên hư không kia cầm kiếm thân ảnh chủ nhân, cũng đủ để đứng hàng tuyệt thế bản top ba điều này thật sự là quá kinh khủng đại hán vị ương cung lúc này toàn bộ đại hán triều đường đồng dạng đắm chìm kiếm mang kia mang theo trong rung động thật lâu không âm thanh xuất hiện có một cái vấn đề mà đang an tỉnh hồi lâu sau kia trương lương mang theo một tiên nghi hoặc thanh âm bỗng nhiên vang vọng với trên đại điện nhất thời một câu nói này hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý dù sao tấm này lương trí tuệ chính là toàn bộ đại hán đều tán thành tồn tại hơn nữa tại lúc trước thiên đạo kim bản hiện ra trong hình, tấm này lương tuy nói thỉnh thoảng có một chút đánh giá sai lầm, nhưng lại không ảnh hưởng đại cục. Đối với tấm này lương trí tuệ, coi như là lưu bang cũng không dám chút nào kinh thường. Tử phòng, đến tột cùng chuyện gì? Chỉ thấy, tại trương lương mở miệng trong nháy mắt, lưu bang vậy có nhiều chút cấp thiết thanh âm, liền không khỏi vang vọng mở ra. Mà hướng theo lưu bang mở miệng, toàn bộ trên đại điện ánh mắt tất cả mọi người, cũng cùng nhau rơi vào trương lương trên thân, đang kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời vậy một cái tên là hồn độn cổ thú. Nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người ngoảnh lại, Trương Lương hơi trầm mặt chốc lát, giống như là tại sắp xếp ngôn ngữ, chợt nhẹ giọng mở miệng nói. Nó trạng thái, có cái gì không đúng? Hử? Lời ấy rơi xuống, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Trạng thái không thích hợp. Vô ý thức, mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía kia phía trên trời cao hình ảnh, đặc biệt là một con kia hồn độn cổ thú. Nhưng khi nhìn rất lâu, bọn họ cũng không có phát hiện chút nào manh mối hiện tại một con kia hồn độn cổ thú đang không ngừng rống giận thúc giục những thú dữ kia cái sau nối tiếp cái trước tiến công đây cái này khó nói có gì không đúng kình địa phương sao chính là cái này nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ nghi hoặc trương lương giơ tay lên chỉ chỉ kia không ngừng gầm nhẹ hồn độn cổ thú trầm giọng mở miệng nói một cái này hồn độn rõ ràng có cực cao trí tuệ ngay mới vừa rồi nó còn lựa chọn lấy đánh lén phương thức muốn cho kia cầm kiếm thân ảnh nhất kích trí mệnh hơn nữa những thú dữ kia chính là nó thân thể phân hóa đi ra, tuyệt đối không tồn tại phản bội nó khả năng. Trương Lương trong thanh âm mang theo một tia dùng dập, tự hồ nghĩ đến một loại nào đó thật không thể tin sự tình. Chỉ là, làm Trương Lương thanh âm rơi xuống, bên trong tòa đại điện kia, trừ cực ít một số người trên mặt mơ hồ thoáng qua một tia trầm tư bên ngoài, những người còn lại đều là vẻ mặt mộng bức. Những lời này, có ý gì? Nghĩ chốc lát, tất cả mọi người vẫn là không nghĩ minh bạch trong đó quan trọng, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Lưu Bang mở miệng. Những này, lại làm sao? Chỉ thấy, Lưu Bang nhìn phía trên trời cao hình ảnh hồi lâu sau, lại một lần đưa mắt nhìn sang Trương Lương, không nhịn được hỏi. Những này, không đều rất bình thường sao? Đúng vậy. Vậy thì như thế nào? Khi hỗn độn cổ thú động tác, không phải cực kỳ bình thường sao? Để cho những thú dữ kia vọt tới phía trước nhất, chống đỡ kiếm khí kia công kích. Một điểm này, tại đế vương trong mắt, hơn nửa bình thường. Dù sao, Lưu Bang cảm thấy, nếu là mình nằm ở kia hồn động vị trí, cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Không bình thường, cái này tuyệt đối không bình thường. Nghe vậy, Trương Lương cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Như kia hồn động cực yếu, hoặc có lẽ là hung thú kia thực lực đủ mạnh, có thể đối với kia cầm kiếm người tạo thành một ít ảnh hưởng, dĩ nhiên là không thể bình thường hơn được. Nhưng là bây giờ, kia hồn động thực lực, tuyệt đối đủ để cùng kia cầm kiếm thân ảnh sánh vai. Tương đối mà nói, những thú dữ kia, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, căn bản là không có cách đối với kia tầm kiếm người tạo thành ảnh hưởng chút nào cái này hỗn độn nếu có trí tuệ nó tại sao lại làm loại này không công đâu